Về phía cầu thủ U15 PVF ngày hôm nay ra quân với cầu thủ số 2 Trần Gia Huy, số 23 Gia Hưng. Vẫn còn. Đã để mất bóng, đây là Gia Huy. Gia Huy. Chuyền bóng, bóng chuyền cho Gia Hưng. Không được, Quang Anh không thể đón được đường chuyền vừa rồi của Gia Hưng. Đây là Gia Huy. Đã có lỗi với số 24 Anh Đức. Minh Nhật. Vẫn là Minh Nhật. Rất tốt. Gia Hưng. Cần có những tình huống xử lý bóng nhanh hơn. Tuy nhiên mặt sân ngày hôm nay hơi gồ ghề. Không dễ để có thể có những pha xử lý ở phạm vi hẹp một cách kỹ thuật. Đội bóng Nam Định đã nhường toàn bộ phần sân dành cho cầu thủ U15 PVF Quang Anh. Gia Huy. Nhật Minh. Gia Hưng. Quốc Khánh. Gia Huy. Gia Huy. Qua được người rồi. Gia Huy. Anh Long đã bắt bóng tốt. Hoàng Tú đã không có một tình huống đưa bóng tốt. Ném biên cho Nam Định. Thêm một quả ném biên nữa dành cho PVF. Gia Hưng. Đây là Gia Huy. Tình huống xử lý vừa rồi là của Gia Hưng. Tình huống để mất bóng vừa rồi là của Quốc Huy. Đây là Gia Huy. Vẫn là Gia Huy. Văn Tuấn. Tình huống ném biên không thực sự tốt của số 66. Gia Hưng. Gia Hưng. Pha xử lý ở phạm vi hẹp khá tốt của Gia Hưng. Tình huống xử lý bóng tốt. Vẫn còn. Gia Hưng. Gia Huy. Tình huống mà Gia Huy để mất bóng. Tuy nhiên sau đó thì số 2 cũng đã kịp thời tranh cướp. Gia Hưng. Rất hay, không hề có lỗi việt vị. Xuân Hiếu. Xuân Hiếu. Không thể dứt điểm, rất đáng tiếc. Hùng Đại. Hùng Đại. 5-1. Một tình huống xử lý bóng quá đẹp mắt của số 20 bên phía PVF. Như vậy là đúng lúc này thì trọng tài Lê Quang Cường đã nổi còi kết thúc trận đấu.